Chào mừng bạn đến với Top Sahan, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Nổi tiếng là một idol có thể cân hết mọi phong cách thời trang, Lisa luôn xuất thần khi diện bất kỳ trang phục nào. Dù có nhiều lần đụng hàng với các nghệ sĩ khác nhưng có vẻ phần thắng vẫn nghiêng về phía dancer của Blackpink. Mới đây thì cô nàng lại vừa đụng độ cùng Twice với item biến khăn thành áo. Lần này thì dân tình vẫn dành cho Lisa nhiều lời khen vì thân thái sang chảnh hẳn. Vừa qua thì poster công bố chính thức cho album solo của Lisa đã lên sàn. Sau khi tung poster thì trên mạng xã hội bùng nổ bởi hình ảnh vừa xinh đẹp vừa quyền lực của nữ idol, đa phần công chúng đều bị thu hút bởi thần thái đỉnh cao của Lisa trong ảnh. Với lối trang điểm theo tông đỏ rượu cùng kiểu tóc bím hai bên, cô nàng hóa thân thành một tiểu thư sang chảnh. Bên cạnh đó thì điều khiến dân tình chú ý chính là bộ outfit đỏ nổi bật. Soi kỹ lại thì nhiều cư dân mạng đã kịp thời nhận ra bộ quần áo trên được biến tấu từ một chiếc khăn. Lần này thì stylist của Blackpink đã khéo léo cắt ghép khăn vuông họa tiết tạo thành một trang phục vô cùng sáng tạo. Họ còn tinh tế tạo điểm nhấn bằng thiết kế kiểu tay bông cho áo và làm thành vòng cổ. Phần xoay ra chiếc khăn làm nên bộ outfit rực rỡ trên của Lisa đến từ thương hiệu Bandana. Mỗi chiếc có giá trị khoảng 5 bảng trên một chiếc, tương đương gần 157.000 đồng. Dù có giá thành rẻ nhưng hiệu quả thẩm mỹ mà chiếc khăn này mang lại chẳng hề thua kém gì thương hiệu đắt đỏ khác. Màn biến khăn thành áo đỉnh cao này của Lisa khiến dân tình liên tưởng đến những outfit gần đây của Twice. Trong đợt quảng bá mới đây thì gà nhà JYP cũng liên tục xuất hiện với những bộ quần áo được biến tấu từ khăn. Nếu như dancer của Blackpink ưa chuộng các loại khăn có giá thành rẻ thì stylist của Twice lại mạnh dạn chi tiền cho các thương hiệu xa xỉ. Đa phần chất liệu của những bộ cánh lộng lẫy trên là từ các nhà mốt nổi tiếng. Theo đó thì để cắt ghép thành một bộ trang phục hoàn chỉnh thì các stylist phải dùng tầm đến 4 đến 5 chiếc khăn, trong khi giá của mỗi chiếc dao động từ 11 đến 25 triệu đồng. Dù sử dụng hàng xa xỉ nhưng có vẻ như Twice vẫn bị lép vế trước bộ outfit của Lisa. Nhiều cư dân mạng cũng dành không ít lời khen cho trang phục đẹp mắt và sáng tạo của chính cô gái, song họ đánh giá nó quá đơn giản, trong khi đó thì bộ cánh của Lisa lại được cắt ghép vô cùng cầu kỳ và công phu. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.